Vĩnh nè 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 hình con nè hình con nè hình con nè đó. Hôm nay là sinh nhật đầu tiên của con trai Dương Gia Vĩnh. Hôm nay là con trai đã bắt đầu có tuổi rồi cô chú ơi. Anh Quang vô chụp tấm hình Quang ơi. Đây là của anh Tài với lại Trang Thảo cho gửi tên sự em bé nè. Cảm ơn mẹ nhiều. Em mới ngủ dậy cho nên em còn Vô thay viên đi.
Xem đi đi. Nhìn cái chị đâu. Con bắt cho con. À, ba mẹ con đẹp quá nè, con quý kìa. Liên kìa. Chú mời giờ chị Liên vô sân khấu. Cho tá nào, tá nào vậy? Cho vàng đi. Dạ vô luôn, vậy vô luôn. Quá vàng luôn. Đó mà là biết có chuẩn bị có cái gì đó. Ủa, ủa là giờ làm sao? Ủa? Có quay ngược vậy đó hả? Hôm nay thấy quay vậy đó hả? Bà ta đấy làm vlog này nè. Quá trời vlog luôn. Bà bây giờ nói máy nào? Làm vlog nè. Dạ, dạ vlog anh Trí. Vlog nhà tôi. Cháu ơi, quá trời luôn. Quá trời vlog luôn. Ôi, tùm lum lóc luôn. Bà này đang lên trước nha. Ai đang lại nó view nhiều nè. Thôi, vậy luôn á hả? Hello bạn Thuận. Rồi đây vợ em nè. Vợ Thuận là anh bé Ly đó. Thôi lắp em thôi, em quay lắp Ly nè. Đây nè, chờ Ký nè, máy Ký nè, máy Ký. Họp mặt cho. Ở đây nữa nè, máy này nữa nè. Em chưa có nói hả? Nói máy này nữa, phát biểu. Mỗi máy nói một câu thôi. Khoa số tội nghiệp. Nhưng mà sao? Đúng rồi, đi ăn thôi. Đây nhưng mà cái này là thấy ra 17. Mà hợp lại tao nó mệt quá luôn. Nói không mệt nữa. Sao chùa đừng kêu thần nha không? Sao chùa đừng kêu thần nha? Sao chùa đừng kêu thần nha? Sao nè? Trời ơi. Cô anh Trí. Đâu có gì là sao? Đây là đây là
chưa chưa suy nghĩ kịp đâu gì nó lại đây là anh lại của chị quyền giáo quyền giáo quyền giáo quyền giáo quyền giáo nó thấy bà nó thì nó không có là có chừng té vậy á. Vui không con? Vui không? Ừ, vui không con? Còn tao mới có 6 tháng à. Ha. Anh bé tao mới có 6 tháng à. Nè đèn này con ở đèn này nha. Ha à, đẹp không? Nè 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 nè. Con bé nè. Nó nhìn. Gì lạ quá con. Con lớn chút cho con chơi ha. Nha, con lớn chút cho con chơi nha. Xin chào. Hôm nay là mình đi ăn cuốn nha. Cái này mấy cuốn người ta cuốn sẵn đó. Trong đó có thịt với lại bún nữa nha con. Xong rồi mình vui dẹp. Nói chuyện nha, nói chuyện nha. Rồi mình vui dẹp rồi ăn nữa nha. Rồi